rồi, chúng ta có ở đây thì mình sẽ thử sử dụng cái máy bán hàng tự động này nha anh em. Đấy, bởi vì cũng trước giờ cũng chưa xài nó bao giờ. Ok, mình sẽ thử bỏ tiền vào. Đấy, mình sẽ bỏ tiền vào để mình mua nước. Mà theo mình quan sát thì ở đây giá nước lọc thì 5.000 mà nước ngọt thì 10.000. Nước lọc thì 5.000 mà nước ngọt thì hầu hết là 10.000 anh em ạ. Mình sẽ thử chọn một chai nước. Mình chọn chai nước chanh đi, số 18 nha anh em. Đấy anh em thấy ở đây có chai nước gì đây này? Cái dầu nước táo gì đây? Là số 17, 18, 19. Ok, và mình sẽ bỏ tiền vào đây. Anh em có thể thấy mình sẽ bỏ tiền vào đây này. Đó, yeah. Mình bỏ 10.000 vào thôi. Ok. Vui lòng chọn một sản phẩm, mình sẽ chọn số 18. Ok. Nó đã. Đó. Em chọn nước gì hả? Hả? Rồi, và cái nước mình đã mua là nó ở đây rồi nha anh em, nó rớt xuống đây rồi. Ok, mình sẽ thò tay vào lấy thôi. Đây. Khá chỉ là cứng. Wow. Cái nước này. Thỏ tay lấy nước ấy, em thỏ tay vào lấy nước ấy. Đấy. Lấy được không? Yeah. Hết đâu. Ok. Đã mua thử được nước rồi. Ok, và mình sẽ lâu lâu mình xuống thành phố mà mình sẽ dạo một vòng quanh thành phố nha. Và nói luôn với các bạn, hôm nay là nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập tái lập tỉnh Phú Yên. Thì hôm nay có quảng trường có bán pháo hoa. Thì bây giờ mình sẽ dạo một vòng ở hội chợ rồi các điểm ăn uống, rồi lát nữa mình sẽ review cho các bạn cảnh bắn pháo hoa nó đẹp như thế nào nha các bạn. Ok. Này khá chi là đông mọi người ạ. Đông quá. Rồi. Thật là kinh khủng. May là cũng kiếm được một cái nơi để xe an toàn. Gửi xe hay không là không biết chỗ nào hết. Và hy vọng là lúc nữa mà về thì không bị tắc đường, bởi vì trời đang bắt đầu mưa. Đấy, và bây giờ mình sẽ một vòng 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 hội chợ để xem có gì bỏ bụng không. Đói rồi. Mua vé hả? Mua vé không? Thì phải đi mua vé nha. Mua vé trước khi vào cổng. Thì vé ở đây là 20.000 một người. 20.000 một vé. Mua hai vé bao nhiêu? Mọi người thấy là khá là nhiều đồ. Đây là vòng đeo tay trang sức đủ các loại. Thậm chí đồ điện tử điện lạnh vẫn có. Đấy. À, mình đi một vòng lượn lượn xem thử có gì hay hay mình mua không nha nhau. Giờ mình đi kiếm chỗ nào bán gì ăn nhé. Hiện tại là chưa thấy gì ăn cả. Hello. Cái này là kết Thái Lan đây nè. Một cây thì 30, hai cây thì 50.000 nha. Ở cái lỗ trong đây nè, anh chị mình về nhà cắt đồ cứng nè. Xương cá, xương gà, xương vịt, dây kẽm luôn, khác ngọt lắm. Không có Mỹ. Dạ 30.000 cây anh. Hai cây thì 50.000. Đầu đây là cubi chai, đầu đây là cubi lon. Rồi cảm ơn chị, một bộ ba con dao này chị ơi, 100.000 chị nha. Hàng chương trình siêu giảm giá siêu chất lượng luôn. Cái bộ dao này 100.000 chị, có gì chắc chưa này. Chặt cây nè, chặt củi nè, chặt gà, chặt vịt nè, xương con bò nè, xương con bê nè. Đây xương. Không có con mì cho nó chú ạ.
chắc mà còn đập phá như thế này chú ơi. Chú ơi, da bình thường làm sao chịu cho nổi. Da bình thường là quả bài đi mà lại rồi đó. Còn con dao này nè, quảng sắc quảng biến siêu biến siêu bền siêu bền siêu biến chú ạ. Cái này là hàng thép đó, mà thép trắng của Thái Lan tôi bãi hàng inox. Còn xương nó mà cứng nữa mình quay này lên 5cm trên này quay rồi gõ xương cứng nè. Xương ống nè, xương đầu nó gõ kinh vậy chị. Đó, còn con dao thứ hai này chị ở dưới nhà chị thái thịt đông á. Thịt mà đá đông lạnh á, anh chị không cần đá đông buồn. Cái miếng gì đó là da anh chị coi nè. Thịt bê nè, thịt chuột nè, thịt trồn nè, thịt mèo nè, cực kỳ ngọt luôn. Đó, da như đi đó, da như gì đó mà thái nó cực kỳ ngọt như thế này chị. 100.000 một bộ 3 con. Quảng cáo khá chi là hay nhưng mà hầu hết là mọi người đứng lại để nghe quảng cáo thôi. Mọi người thấy mình cầm cái máy quay khá chi là tò mò. Đấy, và ở đây gặp một số fan hâm mộ. Họ nhận ra HD Trịnh Gia. Ok. Thì cũng cảm ơn các bạn đã thời gian qua đã ủng hộ mình. Thì sắp tới mình sẽ cho ra một số dự án phim cũng như là phim hài. Đấy, cũng mong các bạn tiếp tục ghé ủng hộ nhé. Các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn nhỏ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy, chỉ là đông thôi nha bạn. Đó. Mà đây không biết là chất lượng như nào nhưng mà quảng cáo khá chi là hay. Quảng cáo khá chi là hay luôn. Chỉ có 10.000, 20.000 và 39.000 đồng. Cái của mình nó đòi mua gì? Đúng con nhà có rồi. Và mình sẽ đi đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món khá chi là đặc biệt. Ăn nóng mà tưởng như lạnh, mà ăn lạnh thì tưởng như nóng. Đó là món kem khói. Mình sẽ thử ăn kem khói xem như nào. Ở đâu các bạn, đâu em, ở đâu em? Ở Tây Hòa. Tây Hòa mua kem khói đi, ăn kem khói đi. Ok, vậy là khá là trống rồi. Bây giờ mình sẽ thử mua một cái kem khói cho em. Một suất anh, một suất. Mình sẽ thử ăn kem khói xem bao nhiêu tiền chị. 25.000. Bỏ em nhiều tiền luôn. Đấy, và wow, em thấy có cá chi là nhiều nhá. Đây mua mà. Thử xúc em, thử xúc ăn đi. Em thử xúc ăn xem nào. Đâu? Mẹ xúc cho em thử. Ăn nhiều lên nó mới có khói chứ. Không chịu. Ừ, con đổ hết em. Ôi trời ơi. Wow. Cá chi là khói. Đây, em ăn. Cái này là cái gì đấy? Xốp bỏng ngô đấy đâu. Rớt. Xúc một miếng ăn thử xem như thế nào. Đâu thấy khói ở đâu? Hình như nó nguội mất rồi. Nó nguội mất nên nó không thấy khói nhỉ. Lạnh. Kem này lạnh lắm nè. Phóng tay.
Đâu đây, anh em thấy khói bay nghi quá không? Này, quay, bắn được không? Nhìn lên nhìn mới quay thôi. Thank you.
đó. Xin lỗi mọi người, xin lỗi nha, là mình không thể chen lấn được vào sâu bên trong nên là mình chỉ có thể đứng ngoài này nhìn vào thôi, không thể chen được bên trong nữa rồi. Dạ. Dạ. Rung á, còn đây còn đấy rung á. Rung á. Để rung á, cầm rung á. Cầm lúc mà mỏi rồi mà. Cái dừa không? Mất cái dừa không? Có cụ nào ra đây rồi, có cụ nào ra đây rồi chào.